chuyên gia dự báo rằng thị trường vàng sẽ sớm kết thúc giai đoạn đi ngang, với khả năng xác định xu hướng rõ ràng hơn vào tháng 9, khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, Fed, có thể giảm lãi suất. Giá vàng hiện dao động trong phạm vi hẹp với mức hỗ trợ mạnh ở 2.300 đô la Mỹ và kháng cự ở 2.350 đô la Mỹ. Các chuyên gia nhận định rằng nếu Fed hạ lãi suất, giá vàng có thể tăng mạnh do đồng đô la yếu đi. Cao su Phước Hòa dự kiến chuyển đổi khoảng 10.900 ha đất cao su sang mục đích khác trong tổng số 15.000 ha đất. Việc chuyển đổi này bao gồm đất cho khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu dân cư, nông nghiệp công nghệ cao, phát triển cơ sở hạ tầng và các mục đích khác. Kế hoạch này nhằm tối ưu hóa giá trị sử dụng đất và tăng trưởng dài hạn, mặc dù doanh thu và lợi nhuận năm 2024 dự kiến giảm so với năm trước. Tiền gửi ngân hàng tăng thấp nhất nhiều năm. Tiền gửi ngân hàng trong nửa đầu năm 2024 tăng 1,5%, mức tăng thấp nhất trong nhiều năm qua, đạt 13.575 triệu tỷ đồng. Các ngân hàng tăng lãi suất để cạnh tranh với các kênh đầu tư khác. Dư nợ tín dụng tăng 4,45%, đạt trên 14,17 triệu tỷ đồng, nhưng nhu cầu vay yếu, nhiều ngân hàng tăng trưởng âm. IMF cảnh báo yếu kém của thị trường bất động sản và trái phiếu doanh nghiệp có thể ảnh hưởng xấu đến tín dụng ngân hàng và kinh tế. Các chính sách cần tăng cường ổn định tài chính và cải thiện chất lượng tài sản. Lượng hóa kinh doanh bất động sản quy mô nhỏ. Dự thảo nghị định mới quy định cá nhân kinh doanh bất động sản quy mô nhỏ không cần lập doanh nghiệp nếu doanh thu không quá 300 tỷ đồng và số lần giao dịch không quá 10 lần mỗi năm. Nếu vượt quá, phải thành lập doanh nghiệp. Quy định này nhằm đảm bảo tính hợp pháp và thực tiễn, nhưng cần làm rõ cơ sở khoa học cho mức 300 tỷ đồng và 10 lần giao dịch. Việc quản lý chặt chẽ là cần thiết để bảo vệ quyền lợi các bên và ổn định thị trường. Tuy nhiên, cần cơ chế kiểm soát và chế tài rõ ràng để đảm bảo hiệu quả. Fed không nên quá tin tưởng vào thị trường lao động. Các chuyên gia cảnh báo Fed không nên quá tin tưởng vào sự ổn định hiện tại của thị trường lao động. Mặc dù tỷ lệ thất nghiệp tăng nhẹ và lạm phát giảm, nguy cơ suy thoái vẫn hiện hữu. Chi tiêu tiêu dùng chậm lại và số đơn xin trợ cấp thất nghiệp tăng lên có thể buộc Fed phải hạ lãi suất sớm hơn dự kiến. Fed đang theo dõi sát sao để ngăn chặn suy thoái kinh tế khi thị trường lao động trở nên bất ổn hơn.